Hana, ở đây, ở đây. Hana à, sao cậu ngày càng xinh vậy? Ôi, Hana à, cậu xinh quá à. Hana, vô mà. Em hãy nói chị biết đi. Chị ấy là bạn của chị. Hai người đã cùng nhau học ballet từ nhỏ, nên chị ấy khá là thân thiết với chị. Em thường thấy các chị hay đi cùng nhau. Chị không nhớ gì hết. Sao chị lại có bạn thân từ rất lâu vậy kia chứ? Em cũng từng kể chuyện này cho chị nghe rồi. Lúc chị bị tai nạn xe máy, chị đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, nên ký ức của lúc đó khá khó khăn đối với chị. Lúc xảy ra tai nạn cũng có chị ấy ở đó, cho nên em không muốn nhắc lại chuyện cũ. Chị cũng không nhất thiết phải nhớ hết mọi thứ như vậy đâu. Đó là khoảng thời gian vất vả đối với chị. Dù vậy nhưng mà cũng là bạn thân. Sao chị không gặp lần nào nữa vậy hả? Chị ấy đi du học rồi. Cũng là vào khoảng thời gian đó. Đi du học sao? Ừ. Trước đó em có nghe nói chị ấy chuẩn bị đi du học, hình như là du học ở Nga. Kể từ đó cũng không liên lạc gì nữa. Không có cách nào liên lạc với cô ấy hay sao vậy hả? Cô ấy cũng không liên lạc gì hả? Ừ, kể từ lúc đó là không thấy liên lạc. Tất cả là tại em. Là tại em nên Hana mới trở nên bất hạnh. Người bị thương ngập đó đáng lẽ là em mới đúng. Em đừng nói như vậy mà. Em cảm thấy có lỗi với Hana lắm. Cả vì cậu ấy không thể múa ba lê hay bị thương nặng như vậy đều là tại em còn gì. Dường như em đã làm mất đi niềm hạnh phúc của Hana rồi. Em cảm thấy có lỗi lắm. Đừng nói những điều khờ khạo như vậy. Đó chỉ là tai nạn mà thôi. Sojourner, đó không phải là lỗi của em đâu. Em rất mong Hana có thể hạnh phúc trở lại. Em muốn nhìn thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu ấy giống như trước đây vậy. Sojourner, anh cũng định nói với Hachin như vậy đó, rằng đó không phải lỗi của cô ấy, rằng đó chỉ là sự cố mà thôi. Anh nói như vậy có được không? À, phải đi xa bao nhiêu nữa giờ? Em chỉ nói là muốn đi hóng gió chứ đâu có nói là muốn đi leo núi đâu. Chẳng phải em kêu anh dẫn đường sao? Đến nơi rồi. Nào. Wow, đẹp quá đi. Đẹp có đúng không? Anh rất muốn đi tới đây cùng với Hachin đó.
Anh muốn tới cùng với em như vậy đó hả? Đúng vậy. Gần đây ngày nào em cũng thấy rất là hạnh phúc đó. Tới mức em không biết liệu mình có thể hạnh phúc như vậy không. Em có thể hạnh phúc kia mà. Nên đừng cảm thấy sợ hãi và bất an mỗi khi em thấy hạnh phúc, vì không cần thiết phải như vậy đâu. Em biết rồi. Nhưng dù vậy em vẫn luôn lo sợ. Em hãy tập trung thử xem nào. Bây giờ, ở nơi đây, vào khoảnh khắc này, em cảm nhận được điều gì? Làn gió xuân, khung cảnh đêm tuyệt đẹp, và còn có biên tập viên Ly ở bên cạnh em. Chỉ như vậy thôi là được rồi. Những thứ khác đều không cần thiết. Anh cũng nói thử em nghe đi. Những gì anh thấy và cảm nhận được lúc này là gì? Anh chỉ cảm nhận được duy nhất một điều thôi. Là gì vậy? Là điều mà anh muốn nói với em từ rất lâu rồi. Nhưng mà anh đã sợ hãi, không biết mình nói điều này có được không, nên chưa mở lời. Anh đừng cảm thấy sợ hãi gì hết. Vì giây phút cảm thấy hạnh phúc, không cần phải cảm thấy lo lắng hay là sợ hãi. Chính là câu nói anh yêu em. Hachin à, anh yêu em rất nhiều đó. Em cũng yêu anh. À, thích thật đó. Nhưng mà em đói bụng quá à. Mình ăn gì rồi về ha? Em đói sao? Dạ. Được rồi, anh biết rồi. Gì vậy? Nè, mau xem đi. Ôi, chuyện lớn rồi. Mau qua xem đi, mau lên. Tình huống khẩn cấp tại phòng mình à. Mau tới đó xem ngay đi. Nè, làm gì vậy? Chảy máu rồi kìa. Giữ chặt hắn. Mau gọi cấp cứu đi, mau lên. Mọi người, chuẩn bị chuyển hắn đi.